tôi bây giờ tới tên còn không có tiền cho ngoại nữa, không có thuốc cho ngoại nữa mẹ. Nhớ tôi cái gì hết, nhớ gì lắm luôn. Tội không, chú khóc luôn rồi. Nói chung hai đứa là nó đi giữ dịch là để cho đem tiền về cho ngoại đi ha. Ngoại ngoại về tới tên còn không bằng gì, về đây là không có bằng gì, có tiền cho ngoại uống thuốc. Con đi con mặc kiếm nửa tháng về cho ngoại. Tiếp cục không? Cái cảnh này vậy rồi đi tới bây giờ mất liên lạc luôn. Bây giờ nó mất liên lạc luôn, nó nào không liên lạc nữa. Nhớ cháu muốn chết nha. Chào kiếm tiền đó. Bây giờ cô với chú cho con tất cả mọi người nha. Hiện giờ mình đang có mặt ở Kiên Giang của chú anh chị. Thì nơi đây vừa xảy ra một sự việc là phải nói là chấn động vùng quê luôn cả nhà ơi. Hiện giờ là hai cháu coi như là đứa 10 tuổi, đứa 12 tuổi đi giữ dịch thuê cho người ta. Thì trong lúc nghỉ hè thì ông bà ngoại cho đi giữ dịch thuê, thì hiện giờ là đã mấy tháng rồi không liên lạc được với ông chủ dịch mà cũng không liên lạc được với hai cháu nữa, thì rất là hoang mang. Thì cũng đã coi như là mà nhờ mấy anh em YouTube xuống chia sẻ, thì mong cả cộng đồng chia sẻ để tìm gấp ha. Ông chủ dịch tên là Sáu Thum, vợ tên là Mai đó, thì mong cộng đồng chia sẻ giùm nha, ở nhà Mân nha cả nhà. Thì đây là hình ảnh của hai cháu và ông bà ngoại, mời tất cả của chú anh chị xem video clip và chia sẻ giùm để tìm hai cháu về gấp. Hiện giờ là mẹ đang bệnh rất là nặng, coi như bác sĩ trả về rồi, thì đã đi liên lạc mấy tháng nay. Hai cháu thì đang học, thì mà coi như là dẫn đi tới giờ là coi như là trễ nải việc học luôn rồi, mà liên lạc thì không được nha cả nhà. Mong cả nhà chia sẻ giùm video clip này để cho mọi người coi như là tìm được cho hai cháu cho ông bà ngoại nha cả nhà. Đứa cháu giờ thì chú với tiếng cũng bệnh không à, trong nhà cũng bệnh, nhà tính hồi mới đi cho nó đi dừng nửa tháng, tháng gì nó về nhà, rồi nó đi nghỉ hè đó, cái nó chốt nó đi luôn, nó ổng dụ dỗ nhà nhỏ, nó giọng chứ nhà nhỏ chốt đi luôn. Là hai đứa bé này đi đâu cô? Đi giữ dịch. Giữ dịch ha? Dạ. Giữ cho ai? Đi chị Sáu Thum. Ở đâu? Quê Đồng Tháp. Quê Đồng Tháp. Ở Gia Măng á. Dạ. Mà mình có biết mặt quen gì không mà mình không. Cho đi giữ? Không. Nó giờ không có quen. Nó quen với cái thằng ở xóm kia. Thằng ở xóm trên này thôi. Thằng rồi, kia nó mượn cho quen giờ nhau nó thôi chứ. Mà đi giữ giùm đi nửa tháng, tiếp về nửa tháng rồi nó dắt nó đi luôn vậy đó. Hai bé này là hai anh em đây ha. Hai anh em đó. Tên gì cô? Lý Hậu Nam với Lý Văn Cần. Hậu Nam với Văn Cần. Thằng này Lý Hậu Nam nè, thằng này Lý Văn Cần nè. Dạ, nhưng mà mình không hoàn toàn không biết nhà của ông chủ dịch luôn, sao mà mình dám cho đi theo ông chủ dịch đó? Bị nó quen với thằng ở xóm. Với cái thằng đầu ấp này nè. Dạ. Thằng ở xóm nó thôi vậy cho nó đi đi cho nó đi giữ đi nửa tháng đi nó về. Đi là bây giờ là mất liên lạc, không liên lạc được là bao lâu rồi cô? 3 tháng mấy rồi. 3 tháng mấy nay, rồi cái người chủ dịch mình có liên lạc được không? Không. Nó không liên lạc luôn mà. Rồi mình có lại mình hỏi cái người ở xóm. Mà cái người ở xóm, cái thằng ấy trên này đi, là nó điện cũng không được luôn. Điện không được luôn. Rồi nó cắt liên lạc với người đó luôn. Rồi cái người ở xóm đằng kia là có biết nhà của cái người chủ dịch đâu? Không biết, bị gì nó quen, nó đi chung với nhau, cầm với nhau. Đi chung với dịch nó là... Nó hồi xuống đây, nó cầm đây 8 năm rồi. Ở dịch với nhau vậy nè. Rồi mình có đi qua bên Đồng Tháp bánh kiếm chưa? Có biết ở đâu mà kiếm. Nào giờ mình có đi đâu đâu mà không biết được, không, không có tiền nó lấy gì đi. Giờ đi phải có tiền đi. Hai cháu này là cháu nội hay cháu ngoại của cô chú? Cháu ngoại ha. Lúc trước á mình không có biết gì gốc gác của người ta làm sao mình dám đưa cho hai bé này đi giữ dịch mướn gì cô chú. Mà vì nó có quen, nó quen với cái thằng ở trên đầu ấp Thanh Trị nè. Lúc mới đầu á hai bé này đi á là có gửi tiền về hay không? Mình còn liên lạc được thì, bình thường không? Lúc 2 tháng đầu á thì dạ. Còn liên lạc được. Dạ. Nó có trả tiền cho thằng triệu. Dạ. Rồi cái 3 tháng ngoài nay rồi là nó cắt liên lạc luôn, không điện được luôn. Tức là lúc mà hai bé này là có số điện thoại không? Không. Không, lúc đi là không có số điện thoại. Không. Bây giờ là liên lạc qua thằng chủ không? Dạ. Bây giờ là cô chú muốn tụi con chia sẻ lên đây để tìm hai bé trở về ha. Rồi. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ là tự không ngờ. Chú chia sẻ cho mấy chú tìm kiếm nó giùm cho, nhớ nó quá chịu mua không nổi. Nhớ hả cô? Nhớ dữ lắm, cô khóc luôn rồi cô. Bình thường hai đứa ở nhà nó có ngoan không bà? Ngoan lắm ngoại ơi, ngoại từ bây giờ tới Tết còn không có tiền cho ngoại nữa, không mua thuốc cho ngoại nữa mẹ. Nhớ tôi nói gì hết, nhớ dữ lắm luôn. Trời ơi. Chú cũng khóc luôn rồi. Nói chung hai đứa là nó đi giữ dịch là để cho đem tiền về cho ngoại đi ha. Ngoại ngoại về tới Tết còn không bằng gì, về đây là không có bằng gì, có tiền cho ngoại uống thuốc. Con đi
chưa công ăn kiếm nửa tháng về cho ngoại. Đứt ruột không? Cái cảnh này à. Vậy rồi đi tới bây giờ mất liên lạc luôn. Nó mất liên lạc luôn, nó không liên lạc nữa. Nó cháu muốn chết nha. Bây giờ cô với chú cho con hỏi là cái lúc mà hai đứa bé nó đi tới giờ là tổng cộng là bao nhiêu tháng rồi cô với chú? Cũng như là 5 tháng mấy rồi đó. Cũng như là giữ dịch là 5 tháng mấy rồi. Mà 2 tháng đầu 2 tháng đầu thì mình còn liên lạc được, nhưng mà 3 tháng nay thì đã mất liên lạc rồi. Liên lạc liên tục luôn nhưng mà không có liên lạc được, rồi tìm ông chủ trọ chủ mà dịch cũng không được luôn. Không được luôn. Không cho liên hệ luôn. Không có điện nó được. Rồi cái người giới thiệu ở xóm này nè, rồi chú có đến với người đó như thế nào sao chưa? Có mấy thằng mà quen chạy với thằng nó đang chạy ở kinh 7 điện nó cũng không được luôn. Mình có điện liên tục hay là lâu lâu điện lần chú? Điện hoài vậy đó, lâu lâu điện lần lâu điện sợ nó không bắt máy mà điện lâu lâu cái nó cũng không bắt. Mà có đổ chuông không? Nó mới đây hôm qua đây nè, mới điện nó đổ hồi trước là không nha. Hôm qua là đổ hết chuông rồi bắt đầu là mấy người kia lấy số lạ lại điện nữa là rồi tôi điện lại luôn mà không bao giờ điện đổ chuông nữa. Cái này hằng này chú dịch nó làm gì kỳ vậy? Cái này là mình có báo bên cơ quan rồi hả chú? Có báo bên công an rồi. Có báo áp hết rồi. Sợ nó ngủ. Lúc mà hai bé này chú rồi nó ẩm đi giờ đi đâu giờ mình cũng đâu có biết, hai nhỏ đâu có biết đâu. Trời, nhớ chừng nào sợ chừng mấy giờ cũng chết vậy đó. Đứa 10 tuổi, đứa 12 tuổi ha bà. Đúng rồi, thằng này 12 nè. Cái thằng đó vậy đó. Chú cho con hỏi là lúc mà đưa hai bé này đi giữ dịch đó là cô chú có gặp mặt là cái ông chủ dịch này không? Nó có là đây luôn. Nhưng mà mình lúc đó mình không có để ý cái biết trước. Mình đâu có tính là cái người đó tên gì chú? Sáu thơm rồi vợ? Vợ tên Mai. Tên Mai luôn ha. Ở nhà Măng độ tuổi khoảng bao nhiêu chú? Thì độ cũng năm mấy à. Năm mấy ha. Đó nuôi dịch đó, dịch đẻ hay là dịch đẻ? Cô đừng có kéo áo lên chùi nữa. Rồi vợ chồng nó có con cái gì không chú? Bên đó hả? Dạ. Không có, hồi lúc nó lại mình ên nó chạy xe lại đây. Chiếc xe gì chú còn nhớ không? Chiếc xe màu xanh xanh vàng vàng vậy, nó không để ý lúc đó chú lại không biết ha. Nhưng mà hai đứa này nó còn nhỏ quá sao mà chú lại cho nó đi giữ dịch chú đó. Thì hồi trước mình đâu có nghĩ gì, cái thằng này nó quen nữa rồi ỷ nó chứ... nào nó cũng lại cầm đấy chứ 8 năm rồi nè. Giống như gia đình mình nghèo quá rồi để cho hai bé đi làm phụ tiếp gia đình mình kiếm tiền hả cô chú? Bởi vì nghỉ hè nữa đó. Rồi ba mẹ của hai bé này đâu? Nó mẹ nó không bệnh đi nhập viện mới gì cũng bị sơ gan. Mẹ ngồi cha nó thì có vợ khác ở Vũng Tàu 7-8 năm nay rồi. Là cháu ngoại ha. Mà bây giờ mình lần theo cái ông bạn lần đây ông cũng bó tay luôn hả? Không, ông không có điện được. Con... Tức là ông phải có trách nhiệm đó. Đúng rồi, ông phải có trách nhiệm. Tại vì ông gắn vô. Giới thiệu đó. Nhưng mà bây giờ cái ông kia làm sao mà mình liên lạc con của người ta gì mà liên lạc không được là sao? Nhưng mà mình đợi cái thằng đó thì thấy nấy quá mà... Bây giờ mình phải sức mình đi chứ. Mà ông quen biết 8-9 năm mà ông không có liên lạc, không biết nhà, biết cửa chân kỹ ta. Nó không qua, nó đâu qua đây nữa, năm nào nó qua đây chứ, năm nay nó không qua cầm đây nè. Như giữ dịch bạn bè chạy đồng chung như đó. Chung xứ thôi. Đúng rồi, bạn bè chạy đồng chung tứ xứ rồi mình gặp bèo nước gặp nhau ở ngoài rồi quen biết rồi nhờ giả. Nói chung là bây giờ mình hy vọng là mình chia sẻ lên thì những người nào gần nhà của ai đó Sáu Thâm. Anh Sáu Thâm chứ ai, chị Mai. Gần nhà của Sáu Thâm với Mai thì biết thì chia sẻ địa chỉ. Ở nhà Mân. Cho người ta biết người ta đến để tìm cháu. Nhưng mà dịch nhiều không chú? Cái ông đó Sáu Thâm đó. Hồi lúc ở đây đó cũng mấy ngàn à, 3 ngàn, 2 ngàn mấy, 3 ngàn gì đó. Rồi bây giờ hình như cô chú mà có thời gian á đi chạy xuống nhà Măng luôn, công an ở tiền nhà Măng á, mình trình báo gì đó, trình báo rồi đưa cái hai cái hình này ra, nói cháu tôi như vậy vậy đó, nói cái ông dịch Sáu Thâm với vợ tên Mai là người ta có thể người ta điều tra được đó. Ngày nuôi dịch lên ta biết. Ta quản lý chứ. Có thể là nếu mà mình chia sẻ những cái đoạn clip này lên là có những người gần nhà, những người gần nhà ta biết á là có khả năng là vài bữa nữa có ta chỉ điểm cho mình chỉ lại điểm cho mình đó. Những người mà gần nhà của hai người đó đó, người ta biết, người ta chỉ điểm cho mình lại tới nhà luôn. Mình kiếm luôn. Lớn rồi mà kêu tao đi dịch rồi nhưng mà không cho liên lạc gì nữa, điện thoại không nghe máy nữa. Này là có rồi điều bất thường. Rồi là bây giờ là bà ngoại này khóc lên khóc xuống, ăn ngủ không được nữa nè. Mấy hôm gãy đi là chắc là bà liên lạc không được, là chắc không ăn ngủ giờ được hả bà? Rồi ba khóc hoài rồi. Khóc hoài luôn hả? Nhớ là khóc hoài ha. Ủa cái sự việc này mình trình báo công an bao lâu rồi chú? Báo công an như này cũng mới báo đây hả? Bị tôi báo đặng tôi đi lên trên cộng đồng mạng mà, lên trên YouTube mà. Dạ. Tôi có cho hay rồi, tôi nói lên cho anh YouTube cộng đồng mạng đó, đặng người ta chia sẻ đó. Thì nó nói cứ đi, cứ làm đi, cứ tìm hai thằng nó mới được.
Thì nói chung là mình bây giờ mình cũng hết có đường làm rồi, mọi cách bắt, bắt buộc mình phải tìm mọi cách để mà tìm hai cháu mình về để có liên lạc để cho mình gia đình mình nó mới yên tâm được. Hai đứa nó ngoan với ông bà ngoại lắm. Tại nói chung là cơ bản cơ quan công an ở đây địa phương ta cũng đâu có nắm cái ông đó. Bây giờ là nhờ truyền thông đại chúng, thông qua nhân dân thì để cho mình chia sẻ rộng rãi để cho những người nào mà gần nhà ông Sáu Thum với chị Mai này nè, nếu có biết được hoặc là thấy hai cháu thì liên lạc là với ông bà ngoại với gia bây giờ đình con nói với cô chú nè biết là cháu người ta như thế nào, tại mấy tháng nay người ta không liên lạc được. Bây giờ cô chú cứ nhắn thẳng lên cho cái anh mà Sáu Thum gì đó, nếu mà có xem được cái đoạn clip này thì phải liên lạc cho cháu tôi, liên lạc liền với gì với gia đình. Cô chú cứ nhắn lên đi. Có đoàn người ta quay cái phim chia sẻ lên đó, nói với Sáu Thum á, có thấy có biết được thì cũng cho biết bây giờ là cho liên lạc được là đi. Chứ đừng có ấy nữa, đừng có giấu nữa, nếu có gì thì phải nói rõ, giấu nữa là ấy được sau này ra pháp luật thì nó phải gì đâu, nó phiền lắm. Cô nói đi, cô gửi lại tới Sáu Thum đi, cô gửi lại đi, cô gửi lại với chú Sáu gì đây, về chú mà có nhận được cái clip này thì chú thông báo về cho biết hai nhỏ nó ở đâu rồi, thì cũng cảm ơn với chú nhiều. Biết là mấy đứa này nó cũng còn nhỏ nè, nó không biết đường về đó, không biết đường về đó, ép người ta là không có được. Có thể là do nó dẫn đi làm xa rồi, dẫn đi làm xa gần khi không có trả tiền nó, hoặc là kêu nó đi làm rồi nó lấy tiền xài không cần nữa, nó có mấy đường nữa, nhiều khi xảy ra cái sự cố gì nữa. Nên là mong là cái anh Sáu Thum này đó, cô nghĩ sao cô? Có xem được clip nghĩa liên lạc liên lại như vậy với gia đình của hai em trai, hai cháu trai người này. Trời này nó cắt liên lạc là nó làm bậy rồi đó. Nó làm bậy đó, nó không cho mình liên lạc đó rồi vậy. Mà mình cũng có nghi ngờ vậy thôi nha. Rồi. Nghi ngờ vậy thôi. Dạ. Để tụi con sẽ chia sẻ mấy này lên thì cộng đồng mạng người ta sẽ chia sẻ mạnh lên thì sẽ tìm ra được nhà của ông Sáu Thum. Và lúc đó thì tụi con sẽ đưa cô Sáu chú Thum xuống. Hay là Sáu Thum? Thum. Sáu Thum, Thum. Thum nha. Sáu Thum. Thum Thum đó ha. Không có tiền đâu. Không có tiền đâu mà ông chạy hai ngày rồi ông chạy đi vòng chạy nó ông đâu rồi, có. Rồi, hiện nay là cô chú mình ở đây mình làm gì? Đâu có mặn gì đâu. Có làm gì đó. Tại biến rồi tiểu đường. Chú là tên gì chú? Rồi Lý Gương. À, cô. À, Nguyễn Thị Út. Chú là năm nay nhiêu tuổi rồi? 1958. Bà 1956. Tôi nhỏ bà 2 tuổi. Dạ. Hiện tại hai bé này ở đâu? Ở địa phương. Ở đây luôn nó ở gì? Nó đang nuôi nó nè. Yeah. Ở ngoại nuôi không à? Chúc. Ở đây ở Tân Chúc tổ 7. Rồi bây giờ là cũng như là cô cũng bị bệnh ha. Yeah. Rồi mẹ hai bé này cũng bị bệnh. Mẹ nó thì bị sơ gan. Rồi cô bà ngoại cũng bệnh luôn. Tôi thì xỉn. Là bé này được mấy anh em nặng? Nó thì 4 đứa. 4 đứa ha. Hai đây là cũng hai anh em ruột luôn ha. Hai anh em ruột đó. Dạ. Hai cháu. Còn hai đứa kia đâu chú? Hai đứa kia đi. Nó còn đang học á. À đứa nó nói ngoại ơi cho con đi dừng nửa tháng thì đi ngoại. Không đi con không đi mặn ngoại. Mới bị lớn mà sao bắt giữ dịch được. Bởi vì nó gia cảnh quá nghèo đi bắt buộc phải đi giữ dịch, sẵn phụ mẹ đang bệnh nặng nữa. Nó nói thì không có mà cái gì khác hơn chỉ là giữ chơi chó đồ này kia cho nó thôi, rồi nó mua ba cái nạn thun cho mấy nhỏ này, mấy nhỏ nó phái nó theo hoài. Vụ ha. Vụ đó. Rồi vậy con chào cô chú nha. Dạ. Giờ đây cũng cảm ơn đoàn nha. Dạ dạ. Nhiều lắm nha. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhỏ, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu sao bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, những người mà bị có như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu âm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sao bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu sao bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị.
Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.